Trời ơi, bất ngờ quá mọi người ơi, được quán tặng nguyên một dĩa này luôn. Trời ơi, nhìn chất lượng cho nè. Lần đầu tiên đi chia sẻ những cái trải nghiệm về ẩm thực mà được quán tặng luôn. Đúng là vui luôn á. Trời, hôm nay đúng là ngày may mắn của mèo. Trời, cảm ơn quán Quảng Ngãi nha. Chào cả nhà, mèo may mắn đây. Hôm nay mèo đã có mặt ở Thủ Đức để đi ăn quán Quảng Ngãi. Là menu của quán. Mèo ăn ở quán này cũng được vài lần rồi, nhưng mà thấy quán càng ngày càng có nhiều món và giá cả thì nó cũng y như xưa, rất là hợp lý. Và đợt này thì quán bổ sung thêm menu rất là đa dạng nữa. Hồi nãy giờ quan sát thì mèo có thấy một cái bảng ghi là chúng ta chỉ có duy nhất một ông chủ là khách hàng. Phải công nhận là cái anh chủ quán ở đây rất là tinh tế và rất là coi như là khách hàng là thượng đế. Chị có gọi một phần á, ram thập cẩm á, thì em có thể cho chị biết trong cái phần ram thập cẩm này thì nó có những gì không? Dạ, ram thập cẩm sẽ gồm ram bắp, ram tôm, ram chả chị. Nó sẽ gồm đầy đủ loại ram hơn. Nếu mình gọi ram bò thịt thì sẽ có gồm ram bò lá lốt với thịt nướng. Dạ, nếu mà mình muốn ăn đầy đủ ram á thì sẽ có gồm ram thập cẩm, sẽ gồm ram bắp, ram tôm, ram chả. Dạ, là như món mình đi gọi. Rồi. Còn chị có gọi một cái phần giòn này á, thì không biết là cái thật ra là lần đầu tiên chị ăn cái món này luôn, thì không biết là cái món này nó có cái gì đặc biệt không? Dạ, giòn là đặc sản của Quảng Ngãi đó chị, là gồm giòn này, bánh chén sống, bánh chén nướng với lại hành tây với hành lá, ăn nó rất là mát chị. Còn cái món bánh đập này thì mèo rất là thích ăn nên là không phải nói tới nữa ha. Nhưng mà thôi, đã nhờ bé giải thích cho mọi người biết là trong cái thành phần bánh đập này nó sẽ có gì luôn nha. Dạ. Bánh đập là sẽ gồm bánh ướt nhưng mà người ta sẽ tráng dày hơn ạ, như là bánh tráng, ở trong sẽ có mỡ hẹ. Dạ, chấm với mắm nêm ăn rất là ngon. Rồi thôi, còn món hến cúc bánh đam giải thích nốt thì chị luôn. Dạ. Hến thì bên em sẽ xào chung với lại hành tây nè, hẹ, hành tây với lại cái đó là cái gì em quên mất tiêu. Sợ sợ chung. Dạ, với hành tây, đậu phộng. Mình sẽ xúc bánh tráng chấm nước tương à. Không biết là quán mình mở cửa được bao lâu rồi em? Dạ, mở cửa thì bên em sẽ mở bắt đầu từ 10 giờ, bán 10 giờ tới 10 giờ tối ạ. Còn quán mình thì hoạt động được bao lâu rồi? Dạ, em chỉ nghe nói là tầm 5 7 năm gì đó rồi. 5 7 năm rồi. 5 7 năm luôn rồi mọi người. Nhỏ tới giờ lớn. Wow. Với cho chị hỏi một cái là chị hay nghe mọi người nói là quán Quảng Ngãi thì tất cả các bạn nhân viên đều là người Quảng Ngãi, có phải vậy không vậy? Dạ, quán món ngon Quảng Ngãi là tại vì anh Nguyễn Lý là người Quảng Ngãi, vợ anh Nguyễn Lý là người Bình Thuận, nó sẽ có một nửa Quảng Ngãi, một nửa Bình Thuận. Dạ. Hay quá ha, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Quán này thì đặc biệt là có cái sa tế, nhìn rất là hấp dẫn luôn mọi người. Mà mèo thấy cái sa tế này là những cái quán miền Trung á rất là hay sử dụng. Còn miền Nam hoặc là miền Bắc á, ít người sử dụng loại sa tế này lắm. Với lại có một cái đặc biệt nữa là ở quán Quảng Ngãi là có tỏi với lại ớt. Ớt gọi là những cái trái ớt xanh nhỏ nhỏ vậy nè, với lại tỏi để các bạn lột ra và ăn với những cái món Quảng Ngãi. Thì đó là những cái giống như là những cái đặc trưng của ẩm thực miền Trung. Em là ăn tới món cái giòn này em muốn trộn nó thử ra. Ngon em. Nó hơi nhạt so với khẩu vị của em, nhưng mà chắc là sẽ hợp với khẩu vị của mọi người. Cái nước nó rất là ngọt và thanh luôn. Để thử nước nha. Ngọt, thanh. Nếu mà mọi người mà ăn mặn như mèo thì mọi người có thể cho thêm nước tương hoặc là mắm nêm tùy thích. Bây giờ mèo sẽ ăn sang cái ram. Cái ram này là không biết là mình ăn trúng cái ram gì đây, mới thử nha mọi người. Ăn trúng ram bắp luôn đó mọi người.
không biết chấm cái gì, thôi chấm mắm tôm thử thôi. Ngon quá. Rồi mình sẽ ăn tới hẳn cái bánh đây. Ừ, món này ngon nhất luôn á, ăn thích bánh đà. Siêu ngon rồi. Đây là su xoa đặc sản Quảng Ngãi. Đây cũng là lần đầu tiên Mèo ăn món này luôn, nên là không biết là nó như thế nào, mà ai cũng nói là rất là ngon, nên là Mèo thích thử. Mình cầm nó đi cho mọi người coi đi. Ừ. Mà nó hơi lạc á mọi người. Hơi giống rau câu mà sao nó lạc quá biết. Hay là tại mình chưa quậy đường lên đó. Trời bất ngờ quá mọi người ơi, được quán tặng nguyên một dĩa này luôn. Trời nhìn chất lượng cho nè. Lần đầu tiên đi chia sẻ những cái trải nghiệm về ẩm thực mà được quán tặng luôn. Đúng là vui luôn á. Trời hôm nay đúng là ngày may mắn của Mèo. Trời cảm ơn quán Quảng Ngãi nha. Rồi cái dĩa tặng nó chất lượng lắm luôn á mọi người. Có bò nướng nè. Bò lá lốt nướng nè. Rồi rang. Cái này là chắc Mèo nghĩ nó là chả lụi á. Không biết nữa. Ồ, trời, ăn thử miếng bà nướng nha, nhìn hấp dẫn quá. Thiêu ngon quá mọi người. Trời, sao nó mềm quá ta. Vừa mềm, có ướp với xả, có chút vị gần. Không bị khô, nhìn thì khô nhưng mà ăn vô thì rất là mềm. Nêm nếm rất là vừa miệng luôn. Best seller. Nên gọi thử nha. Rất là ngon nha mọi người. Ừ, nó lớp ngon lắm luôn á. Rồi, theo đánh giá của Mèo thì đây cũng là một sự lựa chọn cho tất cả mọi người. Nếu như mà ai là những người con của Quảng Ngãi, nhớ những món ăn quê nhà có thể tới đây. Hoặc là nếu như mà các bạn muốn khám phá ẩm thực Quảng Ngãi, các bạn cũng có thể tới đây. Thì Mèo không rõ là những cái món ăn này có phải là chuẩn vị Quảng Ngãi hay không, nhưng mà đối với Mèo những cái món ăn này nó rất là hợp khẩu vị. Thì đó cũng là một sự lựa chọn và một trải nghiệm. Mọi người có thể tới đây để ủng hộ quán. Và quán này giá cũng rất là hạt rẻ, rất là yêu thương. Giá không có cao nên là mấy bạn có thể tới để thưởng thức. Video tới đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã follow và like kênh của Mèo. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.